Chào mọi người đã quay lại với video unbox tài waifu của Ta Bắp và Ngô Đồng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với video unbox cái series God The Story 10 này, 10 tệ này. Như lần trước mình đã hứa thì sau khi unbox cái box online xong thì lần này sẽ tới box offline ha. Và đây là box offline rất là to bự. Rất to bự so với cái box online. Và cái đợt rồi thì mình trúng nhiều hit mà hình như hầu như là không thấy trên đây luôn á, không thấy trên mấy cái kẹt này mà trên cái box offline này để luôn á. Mà cái box này NS10M4 này á thì mình thấy là chắc trúng là Genshin Impact là nhiều rồi. Không nói nhiều nữa thì ta đi vào unbox. Thì cái box online á, thì nó sẽ có 15 gói. Thì box offline này mình thấy đây, để 18 gói đây. Hy vọng là kỳ này sẽ trúng được nhiều cái hit mới lạ hơn và hạn chế mấy cái đúp giùm ha, chứ gói mà có 4 lá mà có 18 gói mà rất là lộn xộn ha, sao quần tới lui trong này nó rất là lộn xộn bên trong này. Thì nói chung á thì như mình thấy thì bên trong thì thiết kế hộp thì dĩ nhiên cái box online nó đẹp hơn. Bên ngoài ha, về bên ngoài thì cái box đó, offline nó nhìn nó to, nó đẹp, nó bóng, nó có holofoil các kiểu. Mà bên trong thì nhìn nói chung là cái blister vỉ nhựa này nhìn nó rất là rẻ tiền so với cái box online kia, tuy nó nhỏ gọn nhưng mà có cái 500 hít đó. Đây mình còn đây, rất là đẹp, có rất là có tác dụng xài đi xài lại để lưu giữ kẹt. Rồi thì về cái bao bì của cái này thì nó giống như cái online, vẫn là anh nha. Thì ở đây có, khỏi đếm đi ha, nó chắc chắn là 18 gói rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào unbox cái box, cái bác đầu tiên ha. Một, hai, ba, bốn. À, cái này thì được tới 5 lá. So với box online thì chỉ có 4 lá thôi. Và đây là cô gái cầm súng. SR, các này mình có rồi, quick. Gì đây? I was gì đó. Love Life Sunshine. SR. Rồi SR thì bỏ ở đây, ba kẹt SR. Thấy là chắc mình dự đoán là sẽ kha khá cái đúp của FR đó, như là cái mấy kẹt FR nó không có nhiều lắm. Hình như cái kẹt này kia rồi chưa có ha. Ruri. Và cái này là trùng nè, Toho Project. Trùng
trùng luôn, trùng nốt luôn. À, Shinku là Shinku-chan trong Frozen Maiden. Ai không biết luôn. Yae Sakura. Rồi mình có hit này rồi. Eagles. Ngoài đó có chồng hả ta? À không chồng mà chung series. Hai cô này, hai cô gái này chung một series ha. Dạ. Love Live Sunshine. Thật ra là cái đợt rồi á, cái box mình cũng có một cái lần mình unbox là cái box 5 tệ online với offline á, không nhầm thì là NS6M05 2004 gì đó. Thì thật sự á là mình không có ý định là sẽ mua box online và offline cùng một lượt để dành unbox đâu. Nói chung là kể cái bot 10 tại này cũng vậy nè, nói chung là do những cái trùng hợp ngẫu nhiên. Rồi chẳng hạn như là mình đặt hàng cái bot khác rồi shop nó không có, nó chắc nó kiểm tra là hết hàng rồi nó mới nói chung là nó offer mình lại hai mấy cái bot này. Mình thấy có nói chung là lời hơn thì mình chấp nhận thôi, chứ thật sự thì cũng không có thích không thích là một lượt để vừa on vừa off như thế này, thì cái tỷ lệ đúp nó rất là cao, rất là nhiều. Nó không hay lắm. CB rất đẹp. Này là series gì mình không biết. Đây là Chitoge. Dạ. Cao cô gái Big BB. Big Boop rất là sexy. Chả biết sẽ ghi quái nào. Gói này là trùng hết luôn á. Từ FA cho đến SSR là trùng hết luôn. Mình cũng không biết là mình sẽ trông chờ cái hit nào từ cái box này nữa. Đắp hết. What am I expecting here? Subtree. And up.
Barbara. Cái này mới ha, mà không biết là âm nhạc, anime âm nhạc. SV. Vậy là đã có một hit SB và một hit CB. Lắp hết nè. Cái này mới nè. Ai? À đây, tuy là không phải hiếm gì lắm, không phải hit gì hiếm gì lắm, nhưng mà mình hầu như mình chưa có Roxy Migardia trong cái series là Thất Nghiệp Chuyển Sinh. Này là Let Back Cam hay bên kia, bên Kim Đồng có dịch là Giả Ngoại Thảnh Thơi á, Kim Đồng hay là IBM mình quên rồi. Eriri. Cái đấy là một hit dub Nothing New. Hai bác cuối cùng. Một FR mới. Ủa, ai hả? Như nhã nãy có một cái ai, một cô gái tên ai rồi. Ai? Barbara, Satori, Akane, Miko, Yuko, Chitoge, Madoka. Ủa? À, đúng là ai khác. Đây đều là ai ha, mà mình nhớ không lầm thì cái cô này là trong lớp Isuer. À đây là SSR. Ồ mới ha. Awa tới giờ mình có 3-4 lá vậy đó. Quẻm. Đây một lá mới nữa. Nữ thần đần độn. Haruhi, một FR mới. Dạ. SSR. Đúp luôn hả? Cái lạ à, mới à, đúp đâu đúp. Còn nói đúp đúng không? Dạ đúng rồi, trong box này. Box trước hả? Đúng rồi. Ờ. Ok, rồi. Nói chung là nếu như các bạn ví dụ như săn một lá nào đó cần
cần ví dụ như một cái lá nào đó nhất định trong cái bót đó mà kiếm mua một bót rồi kiếm không có thì có thể săn thêm mua thêm như vậy, nhưng mà nói chung á thì đất nó sẽ rất là nhiều ha. Lần sau mình sẽ không mua cái kiểu này nữa, đất nhiều lắm. À, cũng có khá nhiều kẹt mới mà đất cũng khá khá. Rồi video hôm nay kết thúc thì chúc sức khỏe các cả nhà. Rồi chào mọi người, tạm biệt mọi người.